Đấy, để ngang ấy để mình nhấc lên. Quay ngang thì nó đến tay tí đấy. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 26 tháng 10, chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Giang ở tại Xanh A Cẩm Khê Phú Thọ, vườn vừa bàn giao cho anh bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng tay 12 gỗ gỗ đỏ. Trước anh đã xuống duyệt mộc sản phẩm rồi, nay chúng tôi hoàn thiện và bàn giao cho anh. Thì đây trên màn hình là tổng thể của sản phẩm đây. Đây là hình ảnh của anh chủ nhà đây. Quay chi tiết hơn giới thiệu quý vị các bạn, và đây là hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ. Và bên này là chiếc đoạn dài. Đây, bây gần đến thì chiếc bộ này là chúng tôi làm là bộ tay liền nhé quý vị nhé. Tay này là liền phối này. Đấy, quý vị thấy được là tay liền phối 100% là tay liền hết tất cả. Vườn gỗ có đọc tự nhiên. Rất là đẹp. Ngoài anh đã lấy cho chúng tôi một chiếc kệ tivi rồi, cũng bằng chất liệu gỗ vo đỏ. Hôm nay anh lấy thêm bộ bàn ghế nữa. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám với số điện thoại là 0987 510 86, cơ sở có địa chỉ tại Quan Cúc Cẩm Khê Phú Thọ nhé. Truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com để xem thêm những sản phẩm khác của chúng tôi.